Quý vị và các bạn thân mến, với phụ nữ Việt Nam, áo dài là trang phục đem đến cho họ một diện mạo nữ tính và quyến rũ. Với tiểu thương chợ Đông Ba, khu chợ nổi tiếng đất Thần Kinh, trang phục này đã được sử dụng phổ biến trước đây, nay thì không còn xuất hiện nhiều. Hưởng ứng lời phát động của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam về việc khuyến khích chị em mặc áo dài, hình ảnh áo dài tại chợ Đông Ba đã trở lại, trở thành một tín hiệu vui giúp lan tỏa nhiều giá trị văn hóa về trang phục truyền thống Việt Nam, áo dài. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hình ảnh chợ Đông Ba ngày xưa. Vậy mới biết, ngôi chợ này không chỉ nổi tiếng bởi là một trong những trung tâm mua bán sầm uất nhất khu vực miền Trung, mà còn bởi những chiếc áo dài, nón lá và phong cách buôn bán nhẹ nhàng của người xứ Huế. Và đây là hình ảnh ngôi chợ trong những ngày này. Hưởng ứng lời phát động của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam về việc khuyến khích chị em phụ nữ mặc áo dài hướng đến Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Ban quản lý chợ Đông Ba cũng đã vận động chị em tiểu thương mặc áo dài đến chợ buôn bán trong dịp này. Đặc biệt là những gian hàng bán mặt hàng đặc sản cổ đô Huế, hàng lưu niệm và những dãy hàng có mặt bằng ở trong chợ chính, khô ráo sạch sẽ. Mình người Huế mặc áo dài màu tím Huế đi rất là đẹp và mình tự tin nữa. Cái màu tím đẹp của Huế mà khi mình đã mặc vào một chiếc áo dài của Huế là mình phải cư xử cho những phải là một người Huế mà buôn bán nhỏ nhẹ, không có cô phải nói năng về khách. Khi mặc áo dài như đi thấy khó khăn trong việc bán buôn đúng chị? Nói chung hàng phần khó hơn chứ mình thông thả giống như là mình mặc đồ bình thường. Chợ Đông Ba hiện có gần 3.000 lô hàng chính và hàng nghìn tiểu thương buôn bán tại chợ với rất nhiều mặt hàng phong phú khác nhau. Trong đó, có nhiều gia đình đã có vài thế hệ buôn bán tại đây, xem chợ là ngôi nhà thứ hai của mình. Mặc dù vậy, nhưng chợ Đông Ba thời gian gần đây cũng có nhiều tai tiếng không tốt như việc nói thất, bán hàng kém chất lượng, và hành vi buôn bán có nhiều vấn đề đi ngược với truyền thống của một ngôi chợ vốn nổi tiếng, được người địa phương cũng như khách du lịch yêu mến, tin cậy. Việc xây dựng một ngôi chợ văn minh hiện đại và đậm nét truyền thống văn hóa Huế đang được ban quản lý và tiểu thương chợ Đông Ba nỗ lực thực hiện. Trong đó, việc mặc áo dài tới chợ cũng là một trong những việc làm hay, tuy nhỏ, song có vẻ sẽ mang lại một hiệu quả kép để xây dựng thương hiệu của chợ trong thời gian tới. Để gìn giữ cái nét đẹp truyền thống Huế là kinh đô áo dài, thì ban quản lý đã phát động trong bà con tiểu thương. Số lượng bà con tiểu thương càng ngày càng tham gia và hưởng ứng rất là nhiều trang phục mặc áo dài trên địa bàn của chợ. Qua đây thì ban quản lý cũng cảm nhận rằng bà con tiểu thương cũng rất là mong muốn mặc áo dài khi đến buôn bán trên địa bàn của chợ. Thì ban quản lý đã quyết định sẽ làm một cuộc vận động mặc áo dài vào ngày thứ bảy hàng tuần cho bà con tiểu thương. Thì cũng mong muốn bà con sẽ hưởng ứng tích cực hơn nữa và chúng ta sẽ xây dựng lại một ngôi chợ Đông Ba văn minh, thân thiện. Cũng mong muốn bà con cũng sẽ không nói thách, không chèo kéo để sẽ có khách du lịch trong và ngoài nước đến với chợ Đông Ba nhiều hơn. Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp, mà khi mặc đẹp thì phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, giữ uy tín cho mình. Nhất lại là khi mặc áo dài, một trang phục truyền thống kín đáo, nhã nhặn và duyên dáng, một đặc trưng của phụ nữ Huế. Thường là mình mặc áo cũng bình thường, nhưng mà từ khi mình mặc áo dài vô mình thấy duyên dáng rất là đẹp. Giống như bình thường thì mình mặc áo cũng bình thường rửa thiên chi, nhưng khi mà mình mặc áo dài vô là mình bạn buôn là mình ăn loại nết ná thì dịu dàng dễ thương hơn. Cũng có cơ hội mặc áo dài bán hàng đó, chứ hôm nay thấy mặc áo dài bán hàng thật cơ thể rất vinh dự. Thì gì cũng muốn mặc áo dài thường xuyên nhưng mà phải mặc đồng loạt nhau, còn mặc riêng lẻ mình thì thấy hẳn không lạc loài á, thì dù như mặc đồng loạt hết á thì được. Nhìn chị em tiểu thương chợ Đông Ba ai cũng hồ hởi vui vẻ khi mặc áo dài. Chắc chắn các chị sẽ nhận ra vai trò của mình trong việc thay đổi thói quen buôn bán, ứng xử văn hóa hơn để cùng xây dựng ngôi nhà thứ hai ngày càng văn minh hiện đại. Hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của văn hóa Huế,
để người đến chợ không còn nơm nớp lo sợ, mà thực sự cảm thấy yêu mến và tin tưởng.